Xin chào tất cả các bác, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoa, em đến từ Lai Châu ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác 15 mẫu phôi sao đi rừng chuẩn Phúc Sen. Em rèn thủ công bằng nhíp IFA của Đức ạ. 15 mẫu dao đi rừng, đây là 15 phôi dao em đã hoàn thiện rồi. Về các bác chỉ việc chêm cán và sử dụng thôi các bác nhé, chỉ việc chêm cán và sử dụng thôi ạ. Em có mẫu cán dao mèo này, cán dao mèo bằng cẩm chỉ, giá em bán là 60.000 một cán. Các bác có thể mua kèm theo phôi dao nhé, 60.000 một cán đã phun sơn hoàn thiện, có chốt đồng, khâu đồng và khoan lỗ như thế này rồi. 60k một cán các bác nhé. Và khi mà em đã đục lỗ như này, khi mà các bác chêm cán là các bác dùng keo AB và thêm mùn cưa vào là chêm được cán các bác nhé. Đây. Em khoan sẵn lỗ rồi. Khoan sẵn lỗ rồi các bác nhé. 60k một cán ạ. Về các bác đổ keo AB và thêm mùn cưa vào là chêm cán thành công các bác nhé. Chêm cán thành công đấy ạ. Đó. Cán em làm thủ công luôn. Này. Và em có hai bộ đá mài bùn tự nhiên Lai Châu. Bộ đá bé các bác nào mà mua 3 viên luôn là 210.000 bao ship. Các bác mua lẻ viên thì giá 70.000 cộng với 25.000 tiền ship giúp em nhé. Bộ đá to, bộ 3 viên giá là 300.000 3 viên. Và các bác mua lẻ viên 100.000 cộng với 25.000 tiền ship ạ. Mã số 1 em xin giới thiệu đến các bác, đó là mã số 1 là một phôi dao thép 440C không dỉ, lưỡi dài 17cm, độ dày sống dao đó là 5 ly thon rần về mũi. Mã số 1 là một phôi 17cm thép 440C không dỉ, giá là 150.000 bao ship, em còn duy nhất một phôi ạ. Bác nào ý thì chốt mã này làm phôi số 1 nhé. Phôi số 1 thép 440C không dỉ ạ, 150k bao ship. Mã số 2 đó là một phôi dao size lưỡi là 20cm, lưng gù mũi hách, em đánh chống dính hai bên. Chất liệu là nhíp IFA của Đức, dập chống dính hai bên. Giá là 150k một phôi, 150.000 một phôi ạ. Ưng ý chốt phôi số 2 nhé. Phôi số 3 và phôi số 4 thì giống nhau, đều là phôi mèo size 20. Độ dày sống đó là 6 ly thon rần về mũi, nhíp IFA của Đức để đen, lưng thẳng. Bác nào ưng ý chốt có thể chốt phôi số 3 hoặc là phôi số 4 đều được. Nó giống nhau. 150.000 một phôi. Số 5 là một phôi dao mèo 25 đến 26. Độ dày sống dao đó là 7 ly thon rần về mũi. Bác nào nghĩ chốt phôi số 5 giá là 170k bao ship. Mèo 25 lưng thẳng 170 bao ship. Mèo 25 lưng thẳng chống dính hai bên, mã hàng số 6, 170 bao ship ạ. Lưỡi dài 25, dày 7 ly thon rần về mũi, dập chống dính hai bên. Phôi số 6 là 170.000 bao ship các bác nhé. Bác nào ý thì chốt phôi số 6, 170 bao ship. Phôi số 7 là một phôi mèo 25 đến 26 phân, lưng gù mũi hách, độ dày đó là 7 ly thon rần về mũi. 170.000, 170, ưng ý chốt mã số 7, 170 bao ship. Phôi số 8 là một phôi mèo 25 đến 26, lưng gù mũi hách, độ dày là 7 ly thon rần về mũi. Phôi số 7 là phôi đen, thì em phôi số 8 em dập chống dính hai bên. Ưng ý chốt phôi số 8, 170 bao ship các bác nhé. 170.000 bao ship, phôi số 8. Phôi số 9 là một mèo Mường Thanh. Giá là 180 bao ship, lưỡi dài 26, độ dày sống dao đó là 5 ly thon rần về mũi, dao mèo Mường Thanh, mã hàng số 9, 180, 180 bao ship, ưng ý chốt mã hàng số 9 giúp em nhé, phôi Mường Thanh, 180 bao ship. Cùng phôi số 9 là phôi số 10, dao mèo Mường Thanh, phôi số 10, Mường Thanh 30, dày là 7 ly, dày với mèo Mường Thanh lá lúa thì là mỏng hơn mèo bình thường. Độ dày của nó là 5 ly thon rần về mũi các bác nhé. Phôi 30 này giá là 200.000 bao ship. Ưng ý chốt mã số 10, phôi Mường Thanh 200.000 bao ship, dao rất là lạ các bác nhé. 200 bao ship phôi Mường Thanh, ưng ý chốt mã hàng số 10 giúp em nhé.
Mã hàng số 10, phôi Mường Thanh 30, chốt 200k, bao ship. Tiếp đến từ số 10 đến số 10, số 11 đến số 15 là phôi mèo 30 cent. Em đang giảm giá để các bác giá 190.000 một phôi, bao ship hàng toàn quốc luôn. Mã hàng số 11 là một phôi mèo 30 cent, lưng thẳng, đen trơn, dày 7 ly thon trần về mũi ạ. Em để đen hai bên, giá là 190, ưng ý chốt phôi này là phôi số 11. Phôi số 12 là một rao mèo size 30, lưng gù mũi hách, độ dày là 7 ly thon trần về mũi luôn. Nhíp IFA của Đức, em để đen này. Phôi số 12, 190 bao ship. Phôi số 13 thì cũng giống phôi số 12 thôi các bác nhé, 190 bao ship. Phôi số 13 giống số 12, 30 cm, dày 7 ly thon trần về mũi, đen trơn, giống số 12, 190 bao ship. Phôi số 14 là một rao mèo size 30, lưng gù mũi hách, độ dày sống là 7 ly thon trần về mũi. Em đánh chống dính hai bên, đánh chống dính hai bên luôn. Bác nào ý chốt phôi số 14, 190 bao ship. Phôi số 15 là một rao mèo 30, lưng thẳng, độ dày là 7 ly thon trần về mũi, đánh chống dính hai bên. Bác nào ưng ý phôi số 15, giá là 190 bao ship. Em vừa giới thiệu đến các bác 15 phôi sao mèo đi rừng rồi. Các bác ưng ý chốt mã nào thì bác chốt hàng nhá. 20 phân là 150, 25 phân là 170, 30 phân là 190. Với phôi Mường Thanh thì đắt hơn 10.000, 25 phân là 180, 30 phân là 200. Bác nào ưng ý phôi nào thì các bác alo trực tiếp cho em Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419 các bác nhé. 0352 749 419 ạ. Tiếp đến em sẽ giới thiệu đến các bác 10 bộ đá mài bùn tự nhiên Lai Châu, thì em có bộ nhỏ và bộ to. Bộ nhỏ là mua lẻ viên 70.000 một viên cộng với 25.000 tiền ship. Viên to là 100.000. Lẻ viên 125 ship. Màu hồng này là viên mài phá, với kích thước của bộ nhỏ này khoảng rơi vào khoảng 20 đến 21 phân, rộng khoảng 4 đến 5 phân, cao khoảng 3 đến 4 phân, nặng khoảng hơn 1 cân một viên. 3 viên này bao gồm một viên mài phá 700 grit, viên mài mịn sữa 1500 và viên mài xanh khoảng 3000 grit ạ. Đá mài bùn tự nhiên thì các bác sẽ ngâm nước bảo quản khi mà mình sử dụng xong nhé. Đây, mài được 4 mặt luôn, đá bùn tự nhiên Lai Châu. Với viên to thì kích thước khoảng dài 22 đến 23, rộng khoảng 7 đến 8 phân, cao khoảng 5 đến 6 phân, nặng 2 cân rưỡi một viên. Bao gồm một viên mài phá 700 này, viên mài mịn sữa 1500 và viên mịn xanh khoảng 3000 grit các bác nhé. 4 mặt các bác đều mài được hết 4 mặt đá mài bùn tự nhiên. Và em sẽ lên nước này. Khi mà các bác dùng xong, các bác nhớ là ngâm nước bảo quản nhé. Đây là viên mài phá 700 grit đây các bác nhé. Viên mài sữa này. Và viên mài xanh. Đó, đá mài các bác có thể mua kèm đơn thì đỡ mất tiền ship. Hoặc là các bác mua 3 viên một thì em sẽ miễn ship nhé. Còn mua lẻ viên thì cộng thêm 25.000 tiền ship nhé. Bao gồm viên phá 700 grit, viên mịn sữa 1500 và viên mịn xanh là 3.000 grit ạ. Bác ưng ý sản phẩm nào thì alo trực tiếp cho em Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419 ạ. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video.